Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật và tôi là Bùi Huy. Thì ở clip này tôi sẽ cùng các bạn khui thùng để tôi review cho bạn xem con tủ Hitachi model 620 lít bản mới nhất trong năm 2022. Xem nó có cái gì mới không các bạn nhé. Model trong năm 2022 này là model R-HXCC62S. Còn X cuối cùng là ký hiệu cho màu. Thì cái X cuối cùng này là màu đen các bạn nhé. Thì bản 620 lít trong năm 2022 này nó chia thành hai dòng. Một dòng là HXCC và một dòng đâu đấy là hình như là HVK62 thì phải. Thì cái dòng HXCC này là cái dòng cao cấp nhất trong bản 620 lít, và model X là màu đen cũng là bản đắt nhất luôn. Thì bây giờ tôi sẽ review cái bản đắt nhất này các bạn nhé. Rồi Mạnh bóc giúp anh. Bây giờ tôi sẽ rút thùng lên và review các bạn xem. Thực chất thì tôi có nghiên cứu qua một số tính năng ở trên website của hãng. Ngoài ra thì tôi cũng chưa khui thùng đâu. Bây giờ tôi mới khui để cùng với các bạn thôi. Xem. Nhìn chung là tôi muốn dành cái sự ngạc nhiên và những cái mới để chúng ta cùng được thưởng thức. Xem ở cái model mới này nó có cái gì hay. Như chúng ta được biết là như tôi nói từ đầu clip thì đuôi X là đuôi màu đen. Đấy, đuôi X là đuôi màu đen. 620 lít. Với bản 620 lít này thì chiều ngang được thiết kế là 75 cm, sẽ to hơn các cái bản đời trước khoảng tầm 8 cm, 7 đến 8 cm. Đấy. Với cái màu đen hương này thì chúng ta có thể xoay hương được. Đây, chúng ta nhìn nhau cái nhỉ. Đó. Chúng ta có thể xoay hương được. Thì với cái màu đen hương xoay hương này nó có một cái điểm yếu là nó sẽ hơi bám vân tay một chút. Đấy, hơi bám vân tay thì chúng ta chịu khó chúng ta vệ sinh một chút thôi. Đấy, nhưng đổi ngược lại thì cái màu đen hương này nó sẽ để trong nhà nó sẽ rất là sáng. Đây là đang ở kho thì là nó không gian nó nhiều những cái đồ lung tung. Chứ nếu như chúng ta để ở trong phòng bếp của chúng ta thì nó sẽ phản chiếu lại không gian bếp thì nó sẽ rộng rãi hơn đúng không ạ? Đấy, chịu khó lau chùi một chút các bạn nhé. Màu đen hương. Theo thiết kế mới của Hitachi thì nó cũng theo cái xu hướng mới là thiết kế vuông góc, kính tràn viền. Đấy, đã có sự thay đổi rồi. Hitachi là một thằng mà tôi thấy là bảo thủ nhất trong các hãng tủ. Các hãng tủ thì nó đã làm kính tràn viền từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà bây giờ Hitachi họ cũng bắt đầu mới làm. Đúng không ạ? Nhưng thôi chậm còn hơn là không cải tiến đúng không ạ? Kính tràn viền này là chúng ta rất thích này vì nó đẹp. Đúng không ạ? Rồi ngoại thất thì không có cái gì, tôi thấy không có cái gì là mới so với lại cái năm trước cả. So với cái mẫu năm 2021 cả. Bây giờ chúng ta sẽ xem đi vào nội thất và công nghệ các bạn nhé. Công nghệ nó được trang bị rất nhiều công nghệ hay ấy. À có, quên ấy. Có những cái khác ấy mà tôi quên tôi không nói. Thứ nhất là nó đã lược đi tất cả những cái tính năng rườm rà ở bên ngoài. Đấy, tính năng phụ. Tính năng phụ là gì? Thứ nhất là cửa mở điện, nó lược đi rồi. Đấy, thứ hai là gì? Là bảng điều khiển cảm ứng, nó cũng lược đi lốt rồi. Và thay vì đó là nó đầu tư về công nghệ các bạn ạ. Chúng ta xem nó đầu tư về công nghệ gì nhá. Đó, xốp mạnh xem à có dính à. Chúng ta sẽ xem nó có công nghệ gì. Ô này, ô cái này hay mà. Camera này. Camera đi. Xem. Chúng ta đợi một chút nhá, chắc có bằng dính, đang bị dính. Đợi một chút, chúng ta sẽ xem. Nó sẽ có rất nhiều cái công nghệ hay đấy. Ok. Về nội thất thì sao? Nội thất thì là nó được trang bị rất là chỉnh chu chi tiết. Và nó có theo, cũng là theo cái xu hướng mới của tất cả các hãng thôi. Là nó đã làm tất cả là khay này là khay kính chịu lực toàn bộ rồi. Đấy, tạo chúng ta một không gian sang trọng, hiện đại đúng không ạ? Đấy, nó phải trân trọng, tôn trọng cái người dùng đúng không ạ? Cái tủ mấy chục triệu mà họ cứ làm cho mình những cái khay nhựa là nó thật là tôi đứng cùng vị khách hàng là tôi không ưng rồi. Đấy. Thì ở cái model mới này họ đã làm cho chúng ta tất cả là khay kính chịu lực toàn bộ rồi. Với khay kính này sẽ sang trọng và mới lâu hơn vì khay nhựa nó sẽ dễ bị xước đúng không ạ? Và hãng đã trang bị cho chúng ta một khoang đông mềm. Khoang đông mềm này rất là rộng. Thì ở cái khoang đông mềm này với cái model mới này 62S này thì nó đã trang bị cho chúng ta là công nghệ làm đông mềm ở nhiệt độ âm 1 độ. Nhưng nó có cái cải tiến là với nhiệt độ âm 1 độ này thì thực phẩm sẽ để được sau 3 ngày ấy nó chỉ mất đi 3% dưỡng chất thôi. Đó. Còn với cái mẫu tủ đời trước ấy thì khi chúng ta để thực phẩm vào trong cái ngăn đông mềm này, sau 3 ngày thì dưỡng chất mất đi đến 85,1%.
Các bạn thấy cái sự sai số nó lớn không ạ? Giữa 3% và 85,1%. Đấy là hãng họ đã quá là rất là tập trung chú trọng về cái công nghệ bảo quản đồ ăn rồi. Đấy, thay vì là những cái rườm rà như là cửa mở điện này hay mà màn hình cảm ứng này, thì họ đã đầu tư chúng ta về công nghệ rất là xịn sò. Nói về cái màn hình, tại sao màn hình cảm ứng và cái cửa mở điện ấy, tại sao tôi lại nói nó là phụ? Vì tất cả những khách hàng mà đang xem clip của tôi và đang dùng tủ lạnh của Nhật thì các bạn có công nhận với tôi là ở cái bảng điều khiển này, một năm có khi chúng ta không dùng đến lần nào không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta thường thường là chúng ta để tự động hết, đúng không ạ? Đấy, rất ít khi dùng đến. Nên là cái đấy là cái phụ, đúng không ạ? Thứ hai là cửa mở điện. Cửa mở điện chúng ta cũng rất ít dùng, nhiều khi nhà có trẻ con chúng ta còn phải khóa vào cơ. Vì là sợ là nó nghịch hoặc là mùa nồm nó ẩm thấp nó cũng tự mở cửa. Nhiều khi chúng ta còn phải khóa vào. Thì đấy là hai cái tính năng phụ. Và hãng họ đã nhận được cái điều đấy và họ đã lược bớt đi tính năng phụ, thay vào đó là tập trung vào công nghệ. Vậy thì trên này đây là một cái công nghệ mới các bạn nhá. Cấp đông mềm nhiệt độ âm 1 độ để giữ dưỡng chất, chỉ mất đi 3% dưỡng chất trong 3 ngày. Đúng không ạ? Thay vì là mất đi 85% dưỡng chất. Tiếp theo, ở con tủ Mitsu 62S đời năm 2022 này, theo như tôi đọc ở thông số của hãng, thì với cái công nghệ khử mùi mới của hãng thì khử mùi cũng tốt gấp 3 lần so với mẫu tủ đời trước. Nó khử được tất cả những cái mùi khó, những cái mùi mà đặc thù khó xử lý, ví dụ như mùi tanh của cá nó cũng khử xử lý được này, hay là mùi lên men của thực phẩm nó cũng xử lý được này. Đấy là công nghệ xử lý khử mùi của nó cực tốt luôn. Đấy, tiếp theo thì các bạn nhìn thấy ở các khay đợt ở hai bên này. Đấy, họ làm cho ta vân kim cương rất là đẹp đúng không ạ? Rất trau chuốt về hình thức. Đấy, tiện đây chúng ta xem luôn cái tem thông số của nó này. Model này, RHXCC62S, model đuôi X là đuôi màu đen. À, đây là dung tích lít tổng là 617 lít và đây là dung tích lít của từng khoang. Một năm tiêu thụ hết 270 số điện. Chúng ta chia ra một tháng hết khoảng hơn 20 số điện một chút. Kích thước kích thước con này thì nó lại thiên về chiều cao các bạn ạ. Nên là chiều ngang của nó vẫn giữ là 68,5 cm thôi. Chiều sâu vẫn là 73,8 cm. Nhưng mà chiều cao nó lên đến 1875 mm, nghĩa là lên đến 188 cm cơ. Thay vì những mẫu tủ đời trước ấy thì chiều cao chỉ 1m82 thôi, thì mẫu tủ này lên đến 1m87, 1m88. Cao quá nhỉ. Đó, đấy là một số cái thay đổi ở cái mẫu 2022 này. Nó thay đổi rất là nhiều cả về công nghệ lẫn ngoại hình, một bước tiến mới của hãng Hitachi đấy các bạn ạ. Và mẫu này là chạy điện 100V này, hàng nội địa mà các bạn, sản xuất trong năm 2022 và sản xuất tại Nhật Bản. Đó, Uzon in Japan là chỉ sử dụng cho thị trường Nhật thôi. Lặng 123 kg và dùng ga R600A là cái ga tốt nhất của tủ lạnh hiện tại. Đấy là một số cái thông số cơ bản của tủ. Đó, để tôi xem có công nghệ gì hay nữa nhỉ. À, khoang trên này thế thôi. À, khoang trên khoang mát này, quên đấy, có một công nghệ rất hay này. Là trên khoang mát này thì là hãng đã trang bị cho chúng ta thêm một cái công nghệ. Đấy là công nghệ làm lạnh tăng cường. Nghĩa là khi chúng ta gặp một ở trên khoang mát này để đồ ăn chín, nước uống và quả mà, thì chúng ta sẽ gặp một cái thực trạng là gì? Là khi chúng ta đang có một chai nước hoặc là có nhiều lon bia chúng ta đang muốn là sử dụng luôn trong tối nay. Thế nhưng chúng ta để vào thì theo thời gian thì sao ạ? Nó phải mất khoảng tầm 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng bắt đầu nó mới đủ lạnh để bia uống ngon đúng không ạ? Thì ở cái con model 62S là 620 lít ở trong năm 2022 này, nó trang bị cho chúng ta là công nghệ là hỗ trợ cấp đông nhanh. À, hỗ trợ đây là hỗ trợ làm mát nhanh, tăng cường mát ấy. Thì nó sẽ tăng cường trong vòng 60 phút để giảm về nhiệt độ là âm 2 độ. Nên là chỉ trong vòng 60 phút thôi, 40 đến 60 phút đồ uống của chúng ta đã đảm bảo độ lạnh để chúng ta sử dụng luôn rồi. Thay vì chúng ta phải để là rất nhiều tiếng, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ để vào mấy chục phút là đồ uống đã đủ lạnh rồi. Đấy là một công nghệ rất là hay để chúng ta rút ngắn cái khoảng thời gian làm lạnh lại. Đấy, thứ hai là khoang này nó cũng thay vì là chỉ để đồ ăn chín, nước uống và quả, thì chúng ta có thể để salad vào đây để chúng ta ăn rất là ngon. Nó rau chúng ta có thể để ở trong khoang này để bổ sung trong khi mà khoang dưới đầy, thì khoang này để được rau cũng rất là lâu. Cái clip này tôi nói hơi dài một tí vì nó một số rất là nhiều công nghệ mới. Ở bảng điều khiển này thì sẽ có kết nối điện thoại này. Đây tôi lấy led cho bạn xem nhé. Kết nối điện thoại. Đấy, và cái bảng cài đặt này thì tôi sẽ có clip hướng dẫn và có bản dịch tiếng Việt, nên các bạn yên tâm là rất dễ sử dụng. Clip hơi dài một chút vì nó rất nhiều công nghệ mới nên các bạn chịu khó nghe nhé. À, khoang trên này đấy, một số công nghệ mới tôi ngắn gọn lại. Thứ nhất là
đông mềm và nhiệt độ âm 1 độ giữ nguyên dưỡng chất trong 3 ngày. Thứ hai là công nghệ hỗ trợ tăng cường làm lạnh để chúng ta làm lạnh thực phẩm ở trên khoang này nhanh hơn, phong mát nhanh hơn, rút ngắn thời gian làm lạnh. Đó, trong 60 phút. Tiếp theo, ở khoang dưới thì vẫn là một khoang đá rơi tự động. Chúng ta cho nước ở bên trên thì đá sẽ tự rơi viên xuống dưới này. Còn bên cạnh này là một khoang đông nhỏ. Ở khoang đông nhỏ này thì sao ạ? Chúng ta có thể để kem, sữa chua đúng không ạ? Cũng chưa có gì mới, vẫn như vậy thôi. Khoang dưới này thì có cái mới này. Khoang dưới này thì là nó sẽ vẫn là được hỗ trợ công nghệ làm đông nhanh. Đấy. Với cái công nghệ làm đông nhanh này thì thực phẩm chúng ta để ở đây sẽ đông rất nhanh. Với khi chúng ta để thực phẩm ở đây thì nó sẽ có cảm biến. Nó cảm biến được là có thực phẩm mới. Và nó sẽ chạy hoạt động tối đa công suất, làm miếng thịt đông rất nhanh trong vòng khoảng tầm 1 tiếng. Thay vì là chúng ta phải để miếng thịt đấy là 4-5 tiếng bắt đầu miếng thịt mới đông hoàn toàn, thì để vào đây chỉ khoảng hơn 1 tiếng thì miếng thịt đã đông rồi. Và nó giữ nguyên cái tế bào thịt và nó không bị mất chất. Đấy là công nghệ làm đông nhanh. Có hệ thống cảm biến các bạn nhé. Khi chúng ta cho đồ mới vào nó sẽ tự cảm nhận được là có đồ mới. Hệ thống khay này các bạn nhé, làm vân kim cương cực đẹp luôn. Nó trau chuốt. Đấy, bây giờ ông Hitachi này ông ấy cũng biết là gì ạ, thẩm mỹ rất quan trọng nên ông ấy rất là trau chuốt về nội ngoại thất rồi. Đấy thì khoang này chúng ta có thể để thịt cá lâu ngày này. Tiếp theo, khoang dưới này là khoang rau. Đấy, khoang rau này thì được trang bị là gì ạ? Một hệ thống các cái con cảm biến ẩm. Đấy, nó giữ cho nhiệt độ, độ ẩm của khoang rau này luôn đạt ở độ ẩm 80 độ. Đấy, độ ẩm 80 độ là cái độ ẩm mà tốt nhất để bảo quản rau, dẫn rau không việc không bị khô héo, không bị táp, nên rau chúng ta bảo quản được rất là lâu. Ở cái khoang rau này chúng ta có thể để rau lên đến 3 tuần tùy vào loại rau củ các bạn nhé. Nó kiểm soát độ ẩm trong khoang này, platinum này. Đó. Vậy thì chúng ta mua một con tủ lạnh, cái giá trị cốt lõi là bảo quản đồ ăn. Và bên cạnh đó thì chúng ta muốn là gì ạ? Là một con tủ nó có ngoại hình đẹp để chúng ta là cả vật trang trí ở trong gia đình nữa đúng không ạ? Thì con tủ Hitachi 620 lít này nó sẽ giúp chúng ta đảm bảo hai cái yếu tố đấy. Hiện tại tôi đang làm clip trời đang tối các bạn ạ, nên là chắc mấy con này nó là mặt kính nên là lấy led nó khó nhìn, nó hơi mờ mờ nên các bạn thông cảm. Một cái tính năng rất là hay ở con tủ Hitachi 620 lít đời 2022 này mà tôi quên mất chưa review cho bạn xem vì nó ở trên cao quá, đấy chính là cái hệ thống camera của nó. Bạn nhìn này, đấy, ở trên lóc tủ này hãng trang bị cho chúng ta một cái camera. Cái camera này để làm gì? Camera này là để soi vào trong tủ để chúng ta biết được cái lượng đồ trong tủ đang là bao nhiêu. Đấy, khi mà nó ghi nhớ này, khi chúng ta mở tủ ra như này, đúng không ạ? Lần cuối cùng ấy, chúng ta mở tủ ra như này thì camera này nó sẽ soi vào trong tủ để nó biết được là cái lượng đồ trong tủ đang là có những cái gì. Thì khi ví dụ chúng ta đi siêu thị, chúng ta mua đồ để chúng ta bổ sung thêm vào trong cái tủ này. Đấy thì chúng ta sẽ biết được là trong tủ của chúng ta đang có thực phẩm gì, để chúng ta bổ sung những thực phẩm thiếu và không mua trùng lặp những thực phẩm đang có. Đấy là một cái tính năng hay. Đấy, đây là camera các bạn này. Đấy, camera này chúng ta có thể mở ra như này hoặc chúng ta có thể gạt vào trong như này cho nó gọn. Đấy, chúng ta sẽ không nhìn thấy nó. Thường thường chúng ta sẽ để như này để sử dụng cái tính năng này của camera. Đấy, và cái này chúng ta chỉ cần tải app về là chúng ta sử dụng được thôi. Cái này tôi sẽ nghiên cứu thêm để hướng dẫn các bạn tải app về để chúng ta sử dụng được cái tính năng này của hãng các bạn nhé. Thì hàng hiện tại đang có sẵn tại kho hàng Nhật, shop Fresh House số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp hoặc gọi điện cho tôi để được tư vấn qua số điện thoại là 0966 937 999. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.